Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự 365. Chúc quý vị cùng gia đình sẽ có được những thông tin bổ ích khi theo dõi video của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Nếu có bất cứ ý kiến đóng góp nào, xin hãy để lại trong phần bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ, như thường lệ, hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý trong ngày hôm nay. Vì sao Việt Nam tiêm nhiều song tử vong do Covid-19 vẫn cao? Về quê ăn Tết, thích ứng an toàn thay vì ngăn sông cấm chợ. F0 tiếp tục tăng, Hà Nam nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân trong dịp Tết. Hà Tĩnh không gây phiền hà làm khó người dân về quê ăn Tết. Vì sao Việt Nam tiêm nhiều song tử vong do Covid-19 vẫn cao? Thưa quý vị, tỷ lệ bao phủ 2 mũi vaccine cho dân số 18 tuổi trở lên tại nước ta đạt 94%. Tuy nhiên, số ca mắc mới và tử vong hiện vẫn ở mức cao, với hơn 150 ca tử vong và khoảng 16.000 ca mắc mới mỗi ngày. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, so với thời kỳ tháng 8-9 năm 2021, số tử vong đã giảm nhưng vẫn ở mức cao. Các trường hợp tử vong chủ yếu là người già, người có bệnh nền, trong đó phần lớn chưa được tiêm đủ vaccine. Tại thành phố Hồ Chí Minh, An Giang có 85% trường hợp tử vong là chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi. Ngoài ra, số ca nhiễm COVID-19 trong giai đoạn vừa qua tăng rất nhanh do biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh, đột ngột dẫn đến số ca mắc tăng cao và số ca bệnh nặng và tử vong, gây quá tải hệ thống y tế một số địa phương. Tỷ lệ gây bệnh nặng của biến thể Delta cao hơn 234% và khả năng tử vong cao hơn 132% so với chủng cũ. Bên cạnh đó, còn một số hạn chế bất cập trong thu dung điều trị tại cơ sở y tế. Người bệnh nặng đến cơ sở tầng 3 muộn do tự điều trị tại nhà hoặc chuyển tuyến dưới chậm, điều phối chuyển viện, chuyển tầng chưa hợp lý. Một số tỉnh chưa triển khai quản lý tại nhà các trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ gây quá tải bệnh viện, sử dụng thuốc tại nhà chưa theo hướng dẫn dùng thuốc chống đông, chống viêm quá sớm. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 36.000 ca tử vong do COVID-19, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận số tử vong cộng dồn cao nhất với hơn 20.000 ca tử vong. Tiếp theo là Bình Dương với hơn 3.000 ca, Đồng Nai hơn 1.500 ca, Tiền Giang và An Giang hơn 1.000 ca mỗi tỉnh. Với số ca mắc mới COVID-19 tăng cao trong thời gian qua, thành phố Hà Nội nằm trong nhóm 5 địa phương có số ca mắc cộng dồn cao nhất cả nước với hơn 100.000 ca. Trong đó đã có hơn 400 ca tử vong, chiếm tỷ lệ khoảng 0,4% so với tổng số ca mắc. Hiện nay, tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine trên cả nước là 100% và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản là 94% dân số từ 18 tuổi trở lên. Tại thành phố Hà Nội, tỷ lệ bao phủ mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên cũng đạt 100%, tỷ lệ bao phủ mũi 3 đạt khoảng 27%. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng, với tỷ lệ tiêm vaccine cao, đa số ca bệnh của Hà Nội cũng như nhiều địa phương sẽ chỉ diễn biến nhẹ hoặc không có triệu chứng. Tuy nhiên, cả chính quyền và người dân không nên lấy lý do tiêm vaccine đủ để chủ quan. Tiến sĩ Phu nhấn mạnh, không phải 100% người dân tiêm đủ liều vaccine sẽ diễn biến nhẹ khi mắc COVID-19. Vẫn có trường hợp diễn biến nặng tử vong dù đã tiêm vaccine, số lượng này không lớn nhưng có. Ngoài ra, theo ông, khi số mắc tăng cao, y tế quá tải, việc số trường hợp diễn biến nặng tử vong tăng cao là hệ quả tất yếu. Lấy một ví dụ đơn giản để hình dung, nếu như trước khi tiêm vaccine 10 ca mắc có 1 ca nặng, thì nay 100 ca mắc có 1 ca nặng. Như vậy có thể so sánh tỷ lệ chuyển nặng giảm đi 10 lần, nhưng số ca nhiễm lại tăng cao gấp 10 lần. Nếu cứ để số mắc tăng cao không kiểm soát, thì tỷ lệ bệnh nặng sẽ tăng cao, kéo theo đó là tỷ lệ tử vong. Tiến sĩ Phu phân tích, khi số mắc tăng quá cao, sức chịu đựng của ngành y tế sẽ không đủ. Vấn đề quá tải ảo xảy ra do điều tiết y tế không kịp, không chính xác. Hậu quả là nhiều trường hợp mắc bệnh diễn biến nặng sẽ không được tiếp cận với y tế cũng như tư vấn và điều trị kịp thời. Từ đó, tỷ lệ bệnh nhân tử vong cũng sẽ tăng cao. Ông Phu cũng lưu ý cần soát lại những trường hợp hiện nay chưa được tiêm chủng mà chủ yếu nguyên nhân là những người già, những người do chống chỉ định không tiêm chủng trước đây để có thể tiêm nếu có thể được. Lý do vì hiện nay số người nhiễm trong cộng đồng tăng cao, yếu tố lây nhiễm theo gia đình đang tăng lên nên những người này dễ nhiễm bệnh hơn trước đây. Trong quan điểm này, tiến sĩ Phạm Quang Thái, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, người đã tiêm vaccine vẫn có thể mắc bệnh song chủ yếu thể nhẹ, thậm chí không có triệu chứng. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh không có vaccine nào hiệu quả 100%, nên vẫn có một tỷ lệ nhất định diễn biến nặng, thậm chí tử vong. Bên cạnh đó, theo ông cũng phải tính đến yếu tố cơ địa bệnh nền. Bệnh nhân có thể không chết vì COVID-19 mà chết vì bệnh nền tăng nặng lên.
Tiến sĩ Thái chia sẻ, vì chúng ta tiêm vaccine nhiều nên đa phần các bệnh là bệnh nhân không triệu chứng hoặc thể nhẹ. Lấy ví dụ trước 1.000 ca nặng thì giờ chỉ có 100 ca, giảm đến 10 lần cũng đã rất tốt. Vì thế, việc phòng bệnh vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Các chuyên gia khuyến cáo dù đã tiêm vaccine, người dân cần thực hiện nghiêm túc 5K trong bất cứ thời điểm nào. Việc tự ý thức bảo vệ bản thân là rất quan trọng. Người dân cần phải luôn đề phòng trường hợp người bên cạnh, thậm chí bản thân mình đang là F0. Việc không thực hiện tốt 5K là điều kiện làm lây lan mầm bệnh cho người khác, đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, mắc bệnh nền, trẻ em. Việc tiêm đủ liều vaccine chỉ giảm sự lây nhiễm chứ không hoàn toàn đảm bảo người tiêm không bị lây nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến cáo tiêm phòng có thể cứu mạng bạn. Vaccine COVID-19 cung cấp sự bảo vệ mạnh mẽ chống lại diễn biến nặng, nhập viện và tử vong. Tuy nhiên, ngay cả sau khi được tiêm vaccine, hãy tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân, gia đình, bạn bè và bất kỳ ai khác mà bạn có thể tiếp xúc. Về quê ăn Tết, thích ứng an toàn thay vì ngăn sông cấm chợ. Thưa quý vị, thời gian gần đây, câu chuyện người dân đi làm ăn xa quê muốn trở về quê hương để đón Tết nhưng lại vướng phải các quy định cách ly khác nhau của các địa phương đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Không ít địa phương đưa ra những quy định tự phát đối với người dân trở về quê đón Tết. Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với báo chí, luật sư Nghiêm Quang Vinh, giám đốc công ty luật Nghiêm Quang, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, để đảm bảo thống nhất phù hợp với quy định của pháp luật và áp dụng phòng chống dịch hiệu quả, các địa phương cần hạn chế tối đa phiền hà, trở ngại, khó khăn cho người dân về quê đón Tết Nhâm Dần 2022. Luật sư Vinh cho biết, các địa phương cần căn cứ theo nghị quyết 128 của chính phủ. Nếu địa phương làm khác theo nghị quyết 128 là vi phạm và phải chấn chỉnh lại ngay. Bên cạnh đó, vị luật sư này cũng nhấn mạnh các địa phương có tâm lý sợ dịch, có những quy định phòng chống dịch không phù hợp sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống tâm lý. Vì vậy, chính quyền địa phương cần xem lại các quy định, công bố sớm các quy định để người dân đi làm ăn xa còn biết để thu xếp về, không gây phiền hà trở ngại cho người dân. Ngoài ra, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội cho rằng, việc di chuyển giữa các tỉnh không thể làm bùng dịch nếu người dân thực hiện nghiêm quy định phòng ngừa, không sợ tình trạng dịch lan truyền từ tỉnh này sang tỉnh khác kia bởi giờ tỉnh nào cũng có dịch. Vị chuyên gia dịch tễ này nhấn mạnh là cần thích ứng an toàn trong điều kiện mới, nâng cao thói quen phòng ngừa dịch bệnh. Trong khi đã trao đổi thêm với báo chí, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các địa phương nên làm theo hướng dẫn của nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế chứ không nên tự lập ra quy định. Bác sĩ Khanh cho hay, theo tôi các địa phương cần xem xét người về từ vùng nào và xem họ đã tiêm đủ mũi vaccine hay chưa, chứ không nên tự chế ra các quy định gây khó dễ cho người dân. Theo bác sĩ Khanh, đã có hướng dẫn chung của ngành y tế, cứ theo đó mà áp dụng, chúng ta đã chuyển sang thích ứng an toàn thay vì ngăn sông cấm chợ. Bác sĩ Khanh nhấn mạnh, tôi cho rằng nếu các địa phương làm khó cho người dân thì các nhà quản lý cần xem lại. Ngoài ra hiện chúng ta vừa chống dịch vừa phát triển nên tạo điều kiện cho lao động về quê đón Tết an toàn, thực hiện thống nhất, tránh mỗi nơi một kiểu. Ngày 17 tháng 1, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Theo Bộ Y tế, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 242 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về một số sự việc theo báo chí phản ánh như mệt mỏi vì quy định bán tại chỗ mua hàng về thay đổi liên tục, trạm y tế ở Bình Dương tự ý thu tiền xét nghiệm khi đến tiêm vaccine, người dân phản ánh một số địa phương áp dụng biện pháp quản lý cách ly chưa phù hợp. Trước đó, ngày 19 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ ký công điện yêu cầu các địa phương không đặt ra những quy định về phòng chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế, của Chính phủ gây khó khăn không nhất thiết cho người dân, nhất là trong dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết. F0 tiếp tục tăng, Hà Nam nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân trong dịp Tết. Thưa quý vị, ngành y tế Hà Nam vừa lập kế hoạch về nhân lực và các điều kiện để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nếu dịp Tết Nguyên đán số F0 trên địa bàn tỉnh tăng cao. Tối ngày 22 tháng 1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam công bố thêm 120 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 14 F0 liên quan đến những chùm ca bệnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 12 F0 có biểu hiện ho, sốt, đau rát họng, sổ mũi, mệt mỏi, 13 F0 liên quan đến ổ dịch công ty xi măng Thành Thắng, huyện Thanh Liêm, 15 F0 là học sinh và liên quan đến ổ dịch trường học ở thị xã Duy Tiên.
Lũy kế trong đợt dịch mới từ ngày 19 tháng 9 đến nay, tỉnh Hà Nam ghi nhận 4.417 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã về phân chia theo nơi ghi nhận ca bệnh. Khu công nghiệp 879 trường hợp, tại các công ty doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp 480 trường hợp, tại thành phố Phủ Lý 975 trường hợp, tại huyện Bình Lục 207 trường hợp, tại thị xã Duy Tiên 550 trường hợp, tại huyện Lý Nhân 207 trường hợp, tại huyện Kim Bảng 403 trường hợp, tại huyện Thanh Liêm 395 trường hợp. Ở thời điểm ngày 22 tháng 1, toàn tỉnh Hà Nam có 847 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị, trong đó khoảng gần 200 người điều trị tại bệnh viện dã chiến, bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Hà Nam, còn lại điều trị tại các trung tâm y tế cơ sở thu dung, điều trị F0 của các huyện, thị xã, thành phố và điều trị tại nhà. Theo nhận định, số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Hà Nam vẫn tăng, trong đó có nhiều ca cộng đồng. Việc bùng phát dịch dịp Tết Nguyên đán là rất có khả năng, bởi khi đó lượng người từ tỉnh thành khác về quê nhiều. Ông Trương Thanh Phòng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nam cho biết, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm túc 5K, ngành y tế cũng chủ động các phương án nếu số F0 tăng cao trong dịp Tết. Về việc điều trị F0, tiếp tục triển khai cho F0 thể nhẹ điều trị tại nhà. Những F0 có bệnh nền cao tuổi, phụ nữ mang thai, chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, F0 có triệu chứng sẽ được đưa đến các cơ sở thu dung, điều trị F0 các huyện, thị xã, thành phố, các trung tâm y tế hoặc chuyển lên tuyến chuyên môn kỹ thuật cao, tùy mức độ bệnh. Sở Y tế tỉnh Hà Nam nhấn mạnh sẽ duy trì chế độ trực toàn ngành trong dịp Tết Nguyên đán. Hà Tĩnh không gây phiền hà làm khó người dân về quê ăn Tết. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 1, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này đã ký văn bản về công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương thần tốc hơn nữa trong việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 tuổi đến 17 tuổi. Các địa phương cần quan tâm chỉ đạo tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho những người có nguy cơ cao. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, đến nay địa phương này đã có hơn 96% người dân từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19. Hơn 98% trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đã được tiêm mũi 1 và 93% đã tiêm đủ 2 mũi. Địa phương này đặt ra mục tiêu trong tháng 1 năm 2022 hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 đến 17 tuổi. Trong quý 1 năm 2022 sẽ hoàn thành mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố không đặt ra những yêu cầu biện pháp về phòng chống dịch COVID-19 trái với hướng dẫn quy định của Chính phủ, Bộ Y tế gây khó khăn phiền hà cho người dân, nhất là trong dịp về quê ăn Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Còn quy định cách ly người dân về từ các vùng dịch về quê, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh cũng cho biết chỉ thực hiện cách ly y tế đối với F1 hoặc những người chưa tiêm vaccine trở về từ vùng dịch COVID-19 cấp độ 3, cấp độ 4, vùng cách ly y tế. Còn những người dân về từ vùng dịch đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 chỉ vận động cách ly tại nhà 7 ngày, không bắt buộc. Đã nhận tiền từ công ty Việt Á thì không có cửa thoát trả lại cho nhanh. Thưa quý vị, ông Lâm Văn Tuấn, giám đốc CDC Bắc Giang bị cáo buộc thông đồng để nhận một phần hoa hồng khi mua kit xét nghiệm của công ty Việt Á. Cũng như giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định từng tuyên bố chắc nịch không nhận tiền hoa hồng của công ty Việt Á, nhưng đã bị khởi tố với tội danh vi phạm về quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Còn bao nhiêu người nói mạnh miệng không nhận tiền hoa hồng từ công ty Việt Á? Hãy xem các vị trên để làm gương, không có sự thật nào không phơi bày ra ánh sáng. Hãy làm như ông Nguyễn Văn Sáu, giám đốc CDC Bình Phước, xác nhận đơn vị có mua kit xét nghiệm của công ty Việt Á có nhận quà. Khi nhận thấy nước không trôi, ông Nguyễn Văn Sáu đã báo cáo với tổ chức, lãnh đạo và các cấp xin trả lại quà. Không ai có thể nuốt trôi hoa hồng của Việt Á. Lần lượt từng người có liên quan đến vụ mua bộ kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á bị khởi tố hoặc công an mời làm việc. Mới đây là ông Trịnh Quang Trí, giám đốc CDC Đắk Lắk, kế toán trưởng, trưởng khoa xét nghiệm và một nhân viên khác của phía CDC Đắk Lắk. Ông Hồ Ngọc Gia, giám đốc CDC Gia Lai cũng được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai mời lên trụ sở làm việc liên quan đến các gói mua sắm vật tư, hóa chất phòng chống dịch COVID-19. Công an mời làm việc là chuyện bình thường, nếu không dính đến chuyện tiêu cực thì phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Còn có hành vi vi phạm pháp luật, chắc chắn không thể giấu giếm. Không chỉ lãnh đạo CDC các địa phương có mua kit xét nghiệm của công ty Việt Á mà còn có các quan chức sử dụng quyền hạn của mình để giúp sức cho công ty Việt Á thực hiện các hoạt động từ nghiên cứu đến sản xuất kinh doanh. Trong đó có những việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
những ai đã nhúng chàm thì hãy chủ động tìm cơ quan điều tra mà trình diện. Không ai có thể thoát được, cho nên những ai đã nhận tiền chia chác từ công ty Việt Á hãy chủ động tự thú, thành khẩn khai báo và nộp lại đầy đủ số tiền đã nhận. Đây là cách tốt nhất để không phải sống trong thấp thỏm, lo sợ, mất ăn, mất ngủ, nghe tiếng còi xe hụ, tưởng công an đến nhà. Bộ Công an thông báo kết quả điều tra tiền từ thiện của Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành. Thưa quý vị, theo thông báo của Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an, các nghệ sĩ như Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành không có hành vi gian dối trong quyên góp tiền từ thiện. Ngày 21 tháng 1, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đã thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Từ tháng 5 năm 2021, C02 nhận phản ánh việc ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương huy động tiền từ thiện để cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2020. Những người bị tố giác thiếu minh bạch khi phân phối sử dụng tiền quyên góp. Sau khi xác minh, C02 xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự. Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, cục phó C02 từng nói lượng tiền đổ vào tài khoản của những người đứng ra nhận quyên góp ít hơn số tiền họ đã đi ủng hộ từ thiện. Việc này có xác nhận của Ban Nhân dân hoặc Mặt trận Tổ quốc các cá nhân liên quan. Cuối năm 2021, Công an TP.HCM cũng xác định không có dấu hiệu tội phạm trong việc nghệ sĩ Hoài Linh quyên góp từ thiện, sau đó chậm giải ngân. Vì thế, Công an không khởi tố vụ án liên quan đến việc nghệ sĩ bị 4 người tố cáo chiếm đoạt tiền quyên góp từ thiện. Các cơn bão lũ liên tiếp xảy ra từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 11 năm 2020 tại miền Trung gây thiệt hại nặng nề. Nghệ sĩ Hoài Linh, Thủy Tiên và nhiều người đã đứng ra quyên góp để ủng hộ người dân. Đến tháng 11 năm 2020, danh hài nhận được khoảng 13,4 tỷ đồng và thông báo ngừng nhận đóng góp, sẽ về miền Trung để trao cho người dân. Tuy nhiên, nhiều tháng sau, ông không công bố số tiền nhận được cũng như giải ngân. Sau khi bị tố giác có dấu hiệu bất minh và chiếm đoạt tiền, nghệ sĩ thừa nhận chậm trễ trao tiền từ thiện đến người dân vì lý do dịch bệnh và sức khỏe. Một tháng sau, nghệ sĩ Hoài Linh cho biết thông qua người đại diện đã trao hết 15,4 tỷ đồng tiền quyên góp, trong đó ông góp thêm 500 triệu đồng tiền cá nhân. Trong đợt bão lũ năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên huy động được số tiền ủng hộ lớn nhất. Nhưng từ đó đến nay, cô liên tục đối diện hàng loạt ý kiến nghi ngờ về số tiền và cách giải ngân. Nhiều nghệ sĩ trong nước sau đó như MC Trấn Thành, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng vướng scandal liên quan đến chuyện công khai thu chi sao kê làm từ thiện nguyện trong thời gian qua. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tố kêu gọi số tiền thiện nguyện gấp nhiều lần con số 1,8 tỷ công bố. Sau khi vào cuộc, công an đã yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tài khoản nhiều nghệ sĩ tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.